Ok, thao chim cô gái xin chào tất cả các bác cao tuổi và các anh em đam mê chim cô gái. Thì clip này mình cũng xin chia sẻ cái cũng như là một cái phần trong cái niềm đam mê bổ sung cho một màu sắc của cái kênh chim cô gái hay của mình trên YouTube và trên Facebook. Thì giới thiệu với anh em là đây là cái lồng lồng kỹ. Và cái nguyên liệu của nó thì rất là có một cái phong cách riêng. Thứ nhất là mình sẽ xin phép được zoom lại. Thì đây là cái lồng này là mình sẽ làm bằng cái mà này là lưới lưới xanh bọc thép. Loại này thì rất là bền bỉ và rất là giống màu lá cây. Và thứ hai là những cái phần khung này là được bọc nhựa và phần trên này là đan. Đan bằng một lớp vải ở bên trong và một cái lớp lá. Lớp lá này là ở trên bao bì mình gọi là cái lá đánh chim hay còn gọi là lá cây móc. Thì cái lớp lá này nó sẽ không rụng và nó sẽ rất là mát cho chim và nó có cái phong cách gần gũi với con chim cu gáy. Đó, thì cái đường kính của cái vòng dưới này thì nó rơi vào tầm 31 cm. Và đường kính to nhất của cái vành chỗ bầu bầu này là 33 cm. Đó là về kích thước. Ở chiều cao thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 30 cm. Thì các con chim là bậu rất là thoải mái. Thì mình sẽ xin nói tiếp là đây là cái mẫu lồng mà về cơ bản nó đạt được các yếu tố như sau. Thứ nhất là nó hình tròn, nó phù hợp với con chim gáy. Thứ hai là nó có cái bộ phận làm mát và bộ phận này là gọi là bộ phận chống rỉ. Đó, nó rất là bền. Trong trường hợp mà nó rơi lồng hoặc là dùng 5 tháng thì nó rất bền. Cái lồng này là ưu điểm rất bền. Và nó có một cái dáng dấp và cái màu sắc thì nó rất là nói chung là nó chỉ là cái bột phát của mình thôi. Đó, thì nếu như anh em nào mà thấy nó phù hợp với mình thì có thể alo, bên mình cũng sẽ cung ứng. Bởi vì những con chim thì ví dụ như cái clip bên này, clip của những cái lồng kia cũng vậy thôi. Đó, thì những chú chim như này thì mình thấy là nó bộ vào như thế này. Đó, thì bộ rất là gì, rất là phù hợp với con chim cu đúng không ạ? Mình có thể để ra đây một chút. Chú chim này là như vậy. Đó, mình quay. Khá là thuần, chim rất là đẹp, ngực hồng, âu. Đây là con chim mái nhưng mà con chim này nó rất là thuần, chim là giọng còi đồng, mình cũng đang tính này để ghép vào. Thế nhưng mà thấy nó thuần thuần, nó chịu khó gáy, chịu khó gù thì mang ra đây chơi. Thì cái phần dưới đáy của nó đây là phần các lớp đan của nó như vậy, mình cũng đan bện bằng rất là kỹ đó. Cái này hiện các bạn có thể là dùng cái treo ở những cái tán cây ở ở chỗ khu hiên, hoặc là nó cũng rất là trông cũng rất là mộc mạc. Đó, mộc mạc. Đó, những cái này mình cái dáng dấp của nó như vậy đây, anh em có thể thấy là cái dáng dấp của nó như vậy. Cái lớp đan là các bạn thấy là bằng màu xanh thành là cây. Đây là phần đáy, mình có thể dốc ngược lên. Đây là phần đáy, phần này đó, tổng thể đó như vậy. Phần đỉnh đó, các nan là được kết cấu như vậy đó. Cái này thì rất là mát, khi mà các bạn treo ở ngoài nắng mà nó quên không treo vào thì chim nó cũng không 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 bị nắng. Nhiều người quên ngoài trời là chim nó sẽ gì, bị chết nắng quá. Đó, để
chia sẻ với anh em là như vậy. Mình có thể zoom nó lên. Đó, kích thước. Cái cửa của nó đây. Cửa của nó đây. Đó. Cửa đây. Các bạn có thể cài. Cái này, cái phần thép này phải nói là rất là cứng cáp. Các bạn yên tâm một điều là tuổi thọ thì vô biên. Đó. Anh em nào có thấy ưng mắt thì thấy ok thì alo. Số điện thoại là 01 63 53 05 982. Cái này thì nó mang tính chất là thủ công, nhưng không có cái gì và máy móc cả, toàn bằng tay bện, không có cái gì cả. Đó, rất là đơn giản thế thôi. Đó. Ở đây thì mình chủ yếu là phát triển bán chim giống, chim cu gáy giống, chim bố mẹ sinh sản, chim khách và chim mồi, một số những con chim nó hơi lạ. Những cái lượng lồng thì mình không bán chuyên, đây mới thêm một cái màu sắc. Những cái lồng này là những lồng nó đơn giản, chả có cái gì cả. Thì anh em có thể thấy là cái phần đỉnh của nó cũng như vậy thôi. Mình chụp từ trên xuống dưới, chụp từ trên dưới. Dù nếu như tới đây mình cũng sẽ có thể có cái tinh chỉnh làm sao cho nó kỹ càng hơn, nó sẽ cân đối hơn, hình thù nó sẽ vuốt ve hơn, thì có thể là mình sẽ kỹ càng hơn. Nhưng đây là cái anh em cũng làm theo góc độ là vừa làm vừa nghiên cứu, là cái tác phẩm nó là đầu tay, cũng chia sẻ vậy thôi. Con chú chim cu mà các bạn để vào những cái lồng này, một con chim cu các bạn để vào những cái lồng này thì nhìn cái hồn của nó khác hẳn luôn. Đó. Đó. Thì những cái lồng như này thì nó mang tính chất là nó kỹ càng, nó mộc mạc. Và những cái chú chim bộ ở những cái lồng này, mặc dù chim hay đẹp đến đâu thì đẹp, hay đến đâu thì hay, nhưng mà trông nó cũng, những cái lồng này mua thị trường thì nó cũng dễ, đầy đủ, trông nó không có cái sự gọi là phù hợp với con chim cu gáy. Đó, cái đan này thì mình dùng dây thép trắng, nó bện vào đây, nó ôm vào đây, nó rất là kỹ càng đấy, chứ không phải không. Cái lồng này tuổi thọ rất cao, mở ngoặc với anh em là như vậy. Đó. Tuổi thọ rất cao. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ cho mình, số điện thoại là 01 63 53 05 982. Đây là cũng là cái số đăng ký Zalo của mình. Còn Facebook thì các bạn search theo cái cụm từ là chim cu gáy hay, hoặc là trên YouTube các bạn có thể search theo cái cụm từ chim cu gáy hay.
Đây có thể nói là một cái nhà khá lý tưởng cho một chú chim. Ok, cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để đồng hành cùng Thao Chim Cu Gáy trong thời gian vừa qua. Nếu như thấy bổ ích thì các anh em có thể là đăng ký kênh, hoặc là có thể là có những cái chat hoặc là những cái comment làm sao cho để anh em cùng đam mê Chim Cu Gáy. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.